sư ừ, cho con hỏi con đang có người yêu chưa cưới nhưng con lỡ quan hệ với người khác đã ly hôn chồng thì có phạm giới hay mắc tội gì không? con đang bị lương tâm dằn vặt mấy ngày nay vì đã không chung thủy. Xin sư chỉ đường cho con xem hối à, giới thì không có phạm à, bởi vì không có đủ chi phần nha tức là bây giờ đó bản thân mình không thuộc sở hữu của người khác cho nên là phạm giới thì không có phạm giới nhưng mà sư nhắc cho nhớ không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp ừ. à... có một cái vấn đề là chúng sanh á chúng sanh họ không nghĩ cái chuyện hưởng dục là một cái nghiệp bất thiện, họ không hiểu chuyện đó. Đối với họ thì cái, cái việc hưởng dục nó là cái chuyện đương nhiên. quý vị không biết là đối với những cái bậc um, ít dục đó, mà vẫn là cư sĩ, à, thời xưa đó mà đáng À, đáng để gọi là gương mẫu á, thì ngay cả vợ chồng á, đến với nhau là chỉ đến vào thời kỳ là người nữ có thể mang thai và đến với nhau chỉ vì mục đích là duy trì nội giống hết rồi chứ không như bây giờ cho nên á, nếu như mà nói là tạo nghiệp thì chắc chắn là có tạo nghiệp bởi vì đó là cái nghiệp tham ái ha, cái nghiệp tham ái giới thì không phạm nhưng mà nghiệp bất thiện thì có làm. Ừ. À, sẵn thì sư nhắc luôn. Sẵn sư nhắc luôn. À, là ngay cả với những cái người mà đã có vợ có chồng rồi thì uh, theo luật á uh, theo luật của cư sĩ á thì uh, mình chỉ được đi đến đối tượng khác khi được cái người chủ của mình đồng ý tức là được người vợ hoặc người chồng của mình đồng ý thì nói ngay cả mấy ông bây giờ đó ha mấy ông bây giờ mà có có vợ rồi đó mà đi ra ngoài mà muốn trăng hoa đó trăng hoa dù cho uh, chỉ là cái kiểu uh, ăn bánh trả tiền thì vẫn phải được um, bà vợ nhà đồng ý nha. còn không đồng ý là vẫn phạm giới tài dâm như thường Rồi, như xin nói, giới thì không phạm, nhưng mà à, cái nghiệp bất thiện là có hmm?